Rồi Điệp mời cả nhà ăn pha lan nha. Pha lan nhà của bác gái. Rồi Điệp cũng gửi lời chào cả nhà luôn. Rồi chúc cả nhà ngày mới luôn luôn có sức khỏe nha. Hôm nay Điệp trở lại cái cây gòn. Cây gòn là trước 9 tổ ong mà Điệp cắt bỏ hổm Điệp gọc đi hết 3 tổ rồi. Còn lại là 6 tổ. Thì đến đây bác gái sáng ngày có nấu pha lan nè cả nhà. Bác gái nấu chừa cho con hả? Chị ruột mới nãy chị nói làm sao? Chị nói là ai? Không biết nữa, không biết ai vô giải thay nha nha, biểu là vũ của vũ Điệp kêu cho bắt, bị không cho bắt, bị ra chối 800 triệu. Vậy đó hả? Không cho vô. Mạo danh em. Đúng, cùng nào có anh vũ Điệp vô mới chơi với bắt. À. Không rồi thôi. À rồi như vậy là mạo danh nó nói là anh vũ Điệp kêu vô bắt hả? Đúng. Trời ơi, động trời không? Thôi đi à, các anh em ơi, anh các anh em đi bắt ở nơi nào bắt nha anh em, đừng có dựa danh của Điệp nha. Thì cô dì chú bác anh chị em mà có tổ ong ở nhà đó, khi nào mà Điệp đến bắt một lần rồi, tới lần thứ hai có Điệp có mặt Điệp nha, thì Điệp mới có đến thì anh em chủ nhà hả cho nha. Vậy như vậy nó đó hả chị. Đây cả nhà, để Điệp ra ngoài quay cả cho nhà xem. Nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tổ phải rồi, hồi trước 9 tổ. Ở miền Tây là Điệp thấy có cây gòn 9 tổ là độc quyền anh em. Chứ ngoài ra những cây kia thì Điệp bắt rất là nhiều. Video mới cũng hoàn toàn luôn. À, 9 tổ mà Điệp gọc hết 3 tổ đi rồi. Còn 6 tổ, mấy tổ này nó nhỏ lắm. Bữa nay trời ơi, nó lớn là dài 1 mét mấy không cả nha. Anh em thấy cục mặt không? Nhánh gòn bự nha. Còn ngắn đi. Nhiều lắm, tổ trong này anh em thấy nâu không? Rồi ở trên nữa, tổng cộng là giờ còn có được có 6 tổ à. Vì chóc da bên đây hết trơn rồi. Gòn hư hình đó chứ. Dài khủng khiếp đó nha. Ở trên đó là một tổ nghe nha. Đó, một tổ đó đó. Với cái nhánh này 2 tổ nè. Đó, nhánh này 2 tổ. Và tổng cộng là 3 tổ rồi. Ở đây 1 tổ nè ha. 4 tổ. Nhánh này 2 tổ nè. 5, 6 ha. Thì đứng ở dưới Điệp quay thì có lẽ là không thấy được 6, nhưng lên đây nó mới thấy nha. Trời này trời nắng cả nhà, ong nó cũng hung lắm nha. Chỗ này có chút xíu mặt à, nhưng phải chỉnh nha nha, chỉnh ly lại đi theo cái ý muốn mình. Chỗ này không có được để ấy, chỉnh cái độ xéo vậy đó. Khui hàng tổ đầu tiên mà nó hơi khó nha. Rồi thôi Điệp xử lý đây. Tổ này cục mặt chắc nó nằm giữa. Điệp thấy nâu. Nâu chính giữa lắm. Nó mồi Phật ông với bà ơi, ra đi cho con xin một miếng mặt ông nha. Chạy kèo cái tới qua này luôn cả nha. Cắt Điệp phải ra chỉnh lại. Giữ lại.
bên đây nữa nè cả nhà ơi. Bên đây chạy kèo ít hơn, nó không có phì. Xuống dưới mình chỉnh con sao. Đầu năm tới giờ sao mà Điệp ăn, Điệp khoét lỗ nhiều quá. Quá trời đã cục mặt rồi anh Quắc, anh Nhiệm ơi, Diệu Khanh ơi, mặt quá đã. Quá đã không? Chỉnh luôn cả nhà ơi. Có anh Nhiệm thì ảnh chỉnh, Nhiệm với nó với em trai Quắc á, hai anh em đã chỉnh hay lắm. Liễu Khanh ông gừng thì chỉnh còn giữ đi hơn nữa. Nhưng cái này giờ không có anh em đó thì Điệp tự mưu sinh luôn chứ sao biết sao giờ. Thôi hồi xuống dưới chỉnh sao đi, bắt tranh thủ xuống, còn chám cái lỗ này lại nữa nè. Thật thấy anh em lên bình luận nói Chí Cường bắt, Chí Cường giá, còn Điệp bắt, Điệp phân giá, tùy theo anh em. Như ví dụ như cái tổ già gì đây á, Điệp cắt, Điệp lấy mặt, phải té đi ra nhộng rồi mình phét lỗ á, thì gì đây mình mới có giá được. Còn như cái tổ non, trời ơi, cái tổ non mà mình cắt mình phét lỗ rồi nhộng đâu mà mình giá, không lẽ lóc thịt của Điệp giá vô. Tại vì anh em xem clip cũng thương tình giùm cái. Giờ tao bắt tổ ngoài, cái đó là sự thật ngay anh em. Anh em nào cũng đi bắt ong cũng biết mà, ví dụ như cái tổ già gì nè thì mình bắt mình lấy mặt, mình lỡ mình phét lỗ rồi thì mình có nhộng đó, mình cắt mình giá. Còn mà như cái tổ non xa sắp trắng rồi mình phét lỗ rồi nó không có nhộng rồi già giống gì nè, rồi lấy đâu mà mình gì giá đó. Nằm trong nghề mới hiểu được. Tổ này hôi nằm ha, cắt hơi khó thấy. Có cái cây nó cản ngay chân cổ, khó thiệt chứ. Cắt lấy cục mặt trước đi mới tính. Cái tổ này nó hao công lực, tại Điệp nằm nước đi trong đi trời. Ủa, nửa có nửa cục hả? Lụm sao chỉnh đây. Quá đẹp. Khó lắm mà nha. Tại vì nó có cái cây này nè. Nhiều khi đây, nằm cái bụng mình nó trúng. Tại tụi ông nằm ở ngoài đó. Trời không có gió gì vậy, Điệp tranh thủ vô ha. Ít cả nhà ơi. Được. Điệp mới vô tới anh em ơi. Xỉ mấy mặt. Nhìn tổ ong khủng khiếp quá cả nha. Tổ ong này là dữ lắm nha.
mặt nó nằm giữa rồi nó mà nằm ngoài nữa. Tổ này lúc trước nó nhỏ xíu à, nó nằm sát ở trong cái thân cây á. Ây da, chật chật vô. Cục mặt hết biết rồi, cục mặt giả mang rồi, quá trời bự rồi. Chỗ nào nó còn ong đeo á kêu, còn ong đeo ở trên, ở giữa nữa, chạy keo á, cục mặt ở giữa cũng nóng lạnh lắm á, cục mặt chạy keo một khúc. Điệp nằm nha, chứ không phải là không nằm nha. Cô chú thấy á, nhánh cây này không có ngồi cắt được nha, nằm á. Wow. Ôi, Điệp thao tác, Điệp cắt, Điệp lấy mặt đây. Cô dì chú, cô dì chú bác, anh chị em á, có cần nhu cầu mà mua mật ong cục này nè, còn nằm ở trong cái bầu nè, hay là mật ong lít gì đó, xin liên hệ trên góc phải nha. Có số điện thoại của Điệp là 0908 765 334 nha, cà nha. Điệp đi bắt hàng ngày là bán mặt ong để mưu sinh nha. Quá đã, tụi ong lớn lắm, dữ lắm nha, dài á. Ây da, trúng cái máy luôn rồi nè. Ôi ôi. Ôi ôi. Ôi ôi, cục mặt hai tay gần nổi luôn. Quá trời, con mặt đã, con mặt già. Lít nữa. Giờ Điệp tới ra ngoài cái tổ ngoài nha, còn ở ngoài đó còn tổ nữa, với ở đây còn tổ nữa nè, còn tới hai tổ nữa. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Để bắt đầu đi ra ngoài bắt tổ ở ngoài nha cả nhà. Trời nắng rồi. Ong xuống nè, nó nè nghe. Ong nó xuống là thủ khó dữ đó nghe.
đi dưới cái cây này hơi khó thấy. Được rồi. À, hơi khó cả nha. Khó chẳng ai trời. Ừ. Được anh ơi. Được rồi. Nhánh cây quá nhỏ. Ngang đây có đóng, có đóng thế không? Đừng có ông với bà, đừng có quýnh con nha. À, ok. Nó vừa tới cả nhà. Không có, có cái thế luôn. Rồi vô rồi. Dướng bọc, dướng cái bọc. Ông ta không được chơi bằng giò luôn cả nhà. Tại vì cái nhánh đó nhỏ quá đó cả nhà nên được chưa? Rồi. Một cái nữa rồi được rồi, ok được rồi. Hay quá. Tháo vỏ luôn đi, tháo vỏ luôn đi. Kéo cọng dây lại là nặng đi. Kéo cọng dây lại nặng luôn. Hả? Lấy nước đè, lấy nước. Thôi được. Thì nó còn miếng mặt nào bà rồi. Em đây. Này ai đi. Ở nhà bà hộ cho bảo anh hoài đi. Ừ. Hộ có gì? Lúc anh bắt 8 giờ mấy. 8 mấy à? Bây giờ 10, 12 giờ. Mình quên đó, mời nhà uống nước nha. Chưa uống nha, khát, khát nước lắm rồi. Tiến lại. Dạ được. Ok, hồi vô chậm cái. Để cho tao miếng từ gà cho nó.
Giờ chuyến này là 6 tổ đều bắt được hết 6 tổ này nha. Má thì nãy điệp lên điệp quay á. Quay sao? Tao hôm đó tao lên hình cháu mà cháu ngoại tao mới quay lên có kìa. Chị đó hả? Cái bà ngoại ơi cho bà ở trong hình nè. Dạ. Bà ở trong cái ổ ong này đó, bà ngoại. Mặt ong thì xuống tao rồi nói đó. Tao nói hổm nó chú xuống đất rồi chú ngồi chú quay tao vô luôn kìa. À vậy đó hả? Chú quay tao vô rồi sao nó bắt vô cái điện thoại của nó sao lên có tao trọng á. Ờ gì vậy giơ tay gì chào cả nhà đi. Chào. Ủa trời cử cửa cái coi. Đó không nhìn là nữa nó là có hơn nó hết trơn à. Rồi cái bộ áo màu xanh dạ. Xanh vàng bắt đầu nó lên nó quở hổm cái gì à. Nó quay vô rồi, nó dạ, nó vô nhà vô căng bà ngoại, căng mặt ông cả nhà ơi. Vô. Khom. Có ông bỏ người không kìa. Trời tôi đi. Cái này nha, bỏ cái gỗ lên. Để trong bàn. Là ngay. Ok, khỏi trừ luôn. Rồi bây giờ mình để mặt ông lên. Đặt ngay cả nhà. Để anh đi gần hầm mình review sao. Đón là nhiều. Và hả? 11 kg. 11 kg 3 hả? Nhìn tính 11 kg thôi. 11 kg. Quá ngon. Rồi em để từ bọc xuống đi rồi. Đây. Rồi, để xuống đi. Ừ, để xuống. Ngay. Ừ, để xuống. Ngọt đẹp. Ba tổ. Ba tổ. Bắt 6 tổ nha, nhưng mà nó có 2 tổ nhỏ nè, dồn đi vô đây. 2 tổ nhỏ dồn vô bọc. Ừ. 4. Đó là cái đó là 4 năm rồi đó. 5 năm. Tổ này là tổ lớn nè. Đó. Quá ngon. Rồi, thành quả. Này là 11 kg. 11 kg phải đúng không? Vậy em để cái bọc đi lên đi. À, khoan từ từ. À giờ 11 kg em gửi cho bác gái. À 11 kg là bác gái. Khoan từ từ từ. Cái đó là ấy bác gái 200k mà từ từ để anh nói một cái. À 11 kg. 11 kg mấy đặng? Rồi. Mà con lấy là 5 kg. Còn bác gái là 6 kg mấy. Nha. Rồi gửi cho bác gái mua thịt mua cá ăn. Là 200k. Là cái này là con gửi chia mặt ông mà nhiều mà con còn gửi tiền thêm nha. Rồi còn cái kia thì gửi cho chị kia, chị mua thịt mua cá ăn đó. Tình thương mến thương, tiền hôm nay mất đi rồi ngày mai kiếm đi lại được, nhưng mà cái tình nghĩa mất rồi kiếm lại không được đó đâu bác gái ha. Thì đó. Rồi bây giờ mình điệp để lên là điệp căng một hồi nghe nha. Thì một hồi điệp căng đúng 5 kg thì điệp có nói trên video thì bác gái là 6 kg mấy. Được không anh? Anh trai. Được, ok. Đó. Chào cả nhà ha, cho xin thêm like có động lực ơi. Đó là anh trai nha. Thì điệp cũng gửi lời thân thương chúc đến á quý ông bà cô dì chú bác anh chị em đằng xa nha. Coi cho nhiều chút nha, xin like cho có động lực mốt bắt được nhiều chút. Dạ. Rồi bây giờ để với vợ bye bye cả nhà đi. Chào cả nhà. Hẹn cả nhà những clip tiếp theo. Dạ. Rồi bây giờ bác gái hai bác ba chào cả nhà đi là thấy à. Ơi, chào cả nhà tiền luôn, nè căng ngán luôn. Mua cá ăn. Dạ, gọi chị ruột. Dạ. Rồi anh trai có xin gì không? Có xin đâu đâu. Nhà nghe cho xin cộng đồng mạng nha, coi nhiều cho xin thêm một like có động lực bắt cho nhiều một chút nha. Đó, hai ông xin nữa ha. Rồi thôi bây giờ thì Điệp cũng gửi lời chúc đến quý ông bà cô dì chú bác anh chị em gần xa trong nước ngoài nước nha. Có buổi tối xem clip của Điệp luôn vậy hạnh phúc trong cuộc sống. Giờ Điệp mến gửi lời chào cả nhà nha. Hẹn cả nhà clip tiếp theo nha. Cả nhà nhớ có nhu cầu gì xin liên hệ trên góc phải. Số điện thoại của Điệp là 0908 765 334. Thì Điệp bán chấm lương mở chăn mặt ông gừng quanh năm nó nghe nha. Rồi Điệp chúc cả nhà buổi tối luôn luôn vui vẻ luôn. Cho Điệp xin một like luôn. Yêu quý mến Điệp hãy nhớ chia sẻ video luôn. Rồi giờ 1, 2, 3 một lần nữa bye bye cả nha. Rồi giờ Điệp ấy nha. Ôi chưa giơ tay nữa hả? Ui khó lắm mà. Rồi Điệp ấp máy na nghe nha. Số mặt ông này Điệp chia với nó với bác gái. Rồi Điệp chào cả nhà nha. Hai cây xài nhà của Điệp cả nhà. Trái xài nó còn lòng thòng rồi, cả nhà thấy nhen không? Nó đu nó ăn rồi, nhen là một, con chuột là hai. Phá dữ lắm á. Trái xài mà nó ăn hết nửa trái rồi, còn nửa trái kìa. Vậy mà còn lòng thòng kìa. Rồi Điệp hẹn cả nhà clip tiếp theo nha. Điệp chúc cho quý ông bà cô dì chú bác anh chị em gần xa nha, trong nước ngoài nước nha. Con buổi tối xem clip của Điệp luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống. Điệp mến gửi lời chào cả nhà.